Hello, Kim chào cả nhà. Chuẩn bị giờ Kim làm trà sữa trân châu nha. Trân châu này mọi người. Trân châu này. Mình sẽ làm thử nha. Mình chưa. Trong đây cái hộp đây nó có ba ly trân châu trong đây này mọi người. Trong cái bị thì nó có một hộp trân châu vậy nè. Rồi nó có cái hộp Milky Water này. Mình có thể làm với sữa với là đổ đường vô cũng được đúng không? Rồi nó có ống hút nữa nè. Rồi một lần mình làm thì mình cần sữa với là một cái bị đây biết không? Cái bị đây với bị sữa. Đây này nè. Giờ mình lấy sữa, bật nước lên nha. Mình dùng đường sữa không mập. Sạc đường đây. Chắc đủ chắc một cái ly rồi quá. Mình làm cái ly đây. Đổ vô đây. Mình quấy cho. Mình chờ sữa. Bây giờ mình chờ sữa cho nó nóng lên mọi người. Bây giờ sẽ hộp cái đây để coi thử chị sao đây. Đây cà phê này mọi người, đây cà phê sữa này, nhưng mà mình có sữa này nữa, nó gọi là milky powder, mình đổ vô đây trước. Khuấy lên cho sữa nó nóng mọi người. Sữa nó nóng rồi, bây giờ mình sẽ đổ vô cái ly á. Tắt bếp đi. Phải quậy sữa đều cho để sữa nó đóng cục á. Quậy đều đi này. Còn một ly luôn á mọi người. Sẽ nấu nước một ly luôn mọi người. Bây giờ khuấy đều lên. Đây gọi là trà sữa trân châu. Khuấy đều lên để nó nguội. Mình bỏ đá vô. Bôi nước sôi lên. Đó, mình nấu cái nước cho nó sôi lên đúng không? Rồi mình sẽ đổ cái bị đi vô. Cái bị trân châu đây, đây gọi bị trân châu này. Ở trong cái hộp nó không có để là nó có biểu mình trụng nước cái đây với nước sôi, nhưng mà mình nên trụng tại vì cái đây mình bỏ trong tủ lạnh đấy mọi người. Thứ nhất á, nó không có nở ra, thứ hai nữa nó rất là dai biết không. Tốt nhất mọi người bỏ nước sôi trước khi bỏ vô nước sôi rồi bỏ vô đây nè. So far so good. Bây giờ mình sẽ bỏ trân châu vô nè. Nên cho nó mềm, nó nở ra mọi người. Món này là món vặt của mấy đứa nhỏ con nít ở Việt Nam đây. Món này là món món ăn hàng của mấy đứa cháu mình ở Việt Nam đây. Thấy chưa? Thấy chưa mọi người? Trân châu này, miếng miếng này. Cái miếng trân châu này. Gái mình hồi mình mới vừa về đầu tiên á, gái mình nó làm mọi người, nó không có đun trước biết không, nó không có đun cho trân châu nó nở ra, bỏ vô đây á nó dai lắm mọi người, ăn cũng được. Bây giờ bỏ rồi phải dầm nó ra nữa mới ngon. Em bỏ vô nó tan, đông nó tan rồi. Cái dĩ
trân châu phải 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 nấu trước mọi người, nó mới mềm nó mới nở ra. Cái thực thường trân châu á, cái hột trân châu nó rất là dai nha, giờ nó nở ra nó mềm ghê chưa. Mình xèo luôn á, tắt bếp đi, mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Thấy chưa mọi người, cái hột trân châu này nó nở ra nè. Đổ vô nước rồi bây giờ nó nở ra kìa chưa. Phải có nước sôi nè, đổ ra. Nó nở ra nó mềm, bây giờ mình bỏ vô đây. Thành một ly chân châu ấy chứ. Chân châu đá nhưng mà mình không uống đá nha mọi người. Mình uống vậy thôi. Mình không uống đá. Ô, sợ hết. Kim mời mọi người uống chân châu nha. Mình mới làm nè. Đó giờ mọi người. Cái chân châu đây á. Để camera thấp xuống xíu. Trời ơi, chuẩn bị lạnh rồi. Dù giết rồi mình dẹp hết rồi biết không. Cái chân châu đây mình mua ở chợ Five Below á mọi người. Nó có hai cái hộp. Một hộp mình mua hai loại, một loại dâu tây với là một loại loại cà phê á. Mình uống loại đây. Con bé mình nó nói, con gái mình nói cái loại đi ngon nè. Nó cũng có loại dâu tây biết không? Mọi người uống nha. Có hộp chân châu nè. Thấy chưa mọi người? Cái hộp chân châu này mình phải về á, mình phải nấu lại ở trong cái hộp á. Ở trong cái hộp thì nó không có biểu mình nó biểu mình trụng nước nấu nước sôi nước ấm á, rồi đổ cái ly trà chân châu này vô cái ly á, rồi đổ nước sôi vô thôi, rồi bỏ cái hột chân châu vô. Mà thật sự làm vậy á mọi người, cái hột chân châu á, tại vì cái hột chân châu là mình phải bỏ trong tủ lạnh thường xuyên, mà khi mình không có nấu, mình không có trụng qua cái nếu mình không có trụng qua cái hột chân châu này thì nó cứng, với lại nó không có bị nở, không có nở ra, ăn rất là dở biết không. Bởi vậy con gái nó thử nó nói mẹ không có good biết không, không có ngon. Nó nói lần sau là mẹ phải trụng trước, bây giờ mình trụng nè. Bởi vậy hồi đầu tiên mình nói nó trụng nó không chịu, tại vì nó hướng dẫn theo, nó làm theo cái hướng dẫn cái hộp á. Mình nói là con phải trụng lại cái hột chân châu này qua, tại vì trụng lại qua ăn nó cũng tốt mọi người, tại vì cái hột chân châu nó bỏ trong cái bị biết không, nó giữ cũng lâu biết không. Mời mọi người uống nha, uống thử. Đúng là uống đá nó mới ngon biết không, tại vì người ta đã trà sữa mà, nhưng mà mình thì mình thích uống vậy. Ngon, ăn thử. So good. Để mình gọi con gái mày, mình gọi con gái mày nó thử nó biết ngay. Yeah, it's so good. See, phải ngon, right? You're supposed to put ice in it. No, I don't want that. Good, good. What you feel is real. Mm. Ngon mọi người. Gái mình đá vô, mẹ bỏ đá vô chứ. Get for hot. Ủa là mình máy cắp lên non, là con gái mình nó chọc mình mà. Nó nói mẹ không biết làm gì hết à. Không biết máy cắp. Say please. I want more soup. Bro, I want more. Drink. More drink. No, more drink. It's hot, be careful. Thấy trai ngư mọi người. Thì do yourself. Rồi đu ra xèo. Trời ơi. Be careful.
con gái của tôi coi cô chú thấy không, xài máy nè, máy camera điện thoại mới mua mấy tháng nè, năm nó xài tép bê tép bét là hai cái, mua cho nó hai cái trong một năm á. Điện thoại đây thấy không tanh bành rồi, bây giờ biểu bè nó cho nó iPhone 16, mẹ nói no, mẹ nói không, không có 16. Do you have a protector for this? Yes. Chờ ngay một ngày là mình một ngày mà uống cái ly là lòng, một ngày một ly là mập chết đi được, lâu lâu mới uống thôi nha mọi người. Đây mà người ta nó có hút cho mọi người cái chân châu nè, người ta cũng khuyến cáo cũng cảnh báo là nhờ cái hột chân châu này nè, nếu mà có ông hút á, người lớn á thì cũng phải cẩn thận nữa, chứ trẻ em mọi người, trẻ em mà cho ống hút á, nó hút á, tại vì cái ống hút nó bự á mọi người, cái hột chân châu nó chạy, nếu mình hút lên á mạnh á là cái hột chân châu nó chạy thẳng vô cổ họng mình luôn biết không, nó có rất dễ bị nghẹn. Ở bên đây hình như có chép một đứa nhỏ châu này mọi người, nó hút vô mạnh quá bắt đầu cái mấy cái hột chân châu á, nó trơn quá, nó chạy ngược vô cổ luôn, nhai không có được, nó hình như là mình thấy ở bên đây cũng có mấy đứa, một đứa em bé chết bởi vậy. Ở bên đây nó khuyến cáo là đừng nên cho con nít mình con nít đó ăn mấy cái hột chân châu này biết không, hồi chân châu nó cũng mới ra mọi người, mình cũng mình không thấy nó bán trong chợ, mình đi vô nhà hàng Việt Nam á thì mình có hỏi nó nói là họ có bán trà sữa chân châu nữa, mà các bạn biết hồi đó mình đi một mình mà cái đợt đó chân châu nó mới ra đó, xong rồi mình đi một mình mình vừa lái xe mình vừa hút, mà các bạn biết chứ, mình vừa lái xe vừa hút thì mình đâu có nhìn vô cái ly đâu, cứ vừa tay vừa lái rồi cứ miệng là cứ để vô hút là hút thôi, mình công nhận hút á, những cái hột chân châu nó dính vô cái ống á mọi người, dính vô cái ống nhiều quá biết không, cứ mình hút sao cái nước cái sữa nó không có lên, mấy cái hột chân châu nó lên để cái sữa nó lên biết không. Đó, mình không có để ý, nói chung là mình cũng hồi đó mình cũng biết rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình chắc mình lớn mình không có tới nổi biết không, ai ngờ các bạn biết không, họ hút mình hút một cái mà ráng mình hút cho nó mạnh lên đó, những cái hột chân châu nó vô cổ họng mình đó, rất là khó chịu nha mọi người, nó thở không được luôn á, nói chung là mình phải dừng xe lại, mình dừng xe lại, nói chung là nó cũng chưa xuống, nó mới ngay cổ, xong cái mình vừa khạc lên liền. Và từ đó tới giờ là mình không bao giờ mình hút bằng mình ăn, từ đó tới giờ là mình ngồi trên xe là mình không bao giờ mình hút chân châu nữa, mình chỉ ăn chân châu, mình ăn như vậy thôi, mình uống như vậy nè. Con gái mình á, nó cũng mỗi lần nó ăn chân châu vậy mình cũng nhắc cho nó biết không, mình cũng nhắc nó, mình nói con ăn cẩn thận biết không, là mỗi lần nhắc nó là nó kinh mình, nó nói mẹ con biết rồi, mình nhắc đâu có thừa đâu, khẩu chân châu này bảo đảm lơ tơ mơ là nó lọt vô cổ liền. Hai ba bữa nay ở Florida với các tiểu bang khác nó bị ảnh hưởng bão, rồi con bão nó kinh khủng lắm mọi người, rồi túi đi hết. Thật sự mình không thích ở trong nhà mọi người, mình thích ở, mình là người ở ngoài đường, mình thích trời mà đẹp, mà trời mà nếu mà trời không lạnh á, bất cứ mình không cần phải trời nắng vậy đó, rồi trời càng nắng càng tốt phải không, nhưng mà trời mà nó ấm ấm như vậy mà nếu mà nó không nếu mà nó không có gió với là nó không lạnh mọi người, mình thích ngồi đang ngồi vậy nè. Rồi trời cũng thương cái tiểu bang của mình đó, ở tiểu bang của mình ở là Boston, Massachusetts mọi người. Nói chung thời tiết nó cũng hiền lắm mọi người, thấy không? Mình ở đây được 17-18 năm rồi, chưa thấy có gì á hả nặng nề xảy ra hết. Cũng thích chứ không? Điều có một cái không? Mùa đông á, nó hơi cực xíu.
Mùa đông đó hả? Ở đây có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa này là vô mùa thu nè. Vô mùa thu chuẩn bị ke lá rồi, có nhiều cái lá, có nhiều cây mình thấy nó vàng, nó khô rồi mọi người, nó vàng sớm ghê nha. Mùa đông nó hơi lạnh, mùa đông nó lâu nữa, 5 tháng. Nếu mùa đông á mà nó ít tuyết á, nói chung 2 năm vừa rồi á là tuyết ít á, mùa đông mà vậy cũng đỡ. Chứ có cái năm nào đó mình nhớ, trời ơi hổm, cứ 2-3 ngày là đổ tuyết xuống, 2-3 ngày, ai cứ cách 2-3 ngày là đổ tuyết xuống, trời nó ở trời ông đổ xuống á hổm, sức mỗi lần luôn mọi người, sức mệt lắm biết không. Cái nguy hiểm nhất là tiết cũ nó chưa tan mà nó ra nó chuẩn bị nó tiết mới đóng lên á, cái đó mới cực mới mệt biết không. Giờ 5 giờ chiều rồi, uống ở đây vô như là khỏi ăn tối luôn. Mình mới nhuộm đầu tóc này, mới nhuộm bữa qua. Đợt trước cái tóc của mình đó là nó hơi blonde biết không, nó hơi vàng vàng. Vì mình lựa mình nhuộm cái màu đây. Màu đây thật sự ở trong cái hộp nó đi là nó đi cái màu gì đây, nó đi cái màu y như màu hạt dẻ mọi người. Kissimmee giống cái màu hạt dẻ vậy á, nhưng mà thật sự nó ra thì nó khác ấy, tại vì nó không có chuẩn biết không, tại vì nó cũng tùy theo cái màu tóc hồi kia trước khi của mình nữa biết không. Nhưng mà họ nói á, mà nếu mà tóc mà để muốn để mà nó ra cái nó giống y như cái hộp á, thì mình cái ngày mà mình nhuộm tóc cho đến khi tuần sau á, mình không được gội đầu bằng xà bông, mình chỉ gọi nước dầu xả bỏ trong cái hộp á, mình xài của họ đúng một tuần luôn là cái như cái màu nó không có bị phai biết không. Nếu cái tóc này mình mới gội bông qua này, tóc này mới ra nắng nha mọi người, nó hơi sáng chút xíu mà màu này nó hơi tối này. Ông xã mình ông nói ông thích cái màu trước hơn biết không, màu trước thấy nó trẻ mà mặt mình nó sáng hơn chút xíu đó. Mà bây giờ mà nếu mai mình mà gội mà dưới lại dầu gội á là bảo đảm cái màu tóc của mình nó sẽ không có như cái nó không ra đúng như cái màu này nữa, bắt đầu cái nó đổi màu mọi người. Tại vì mới có 2 ngày biết không, mà mình dùng dầu gội thường thường á, mà tóc á mà mình nhuộm á là đúng ra một tuần mình muốn gội dầu, muốn dùng dầu gội dầu xả dầu gội thì mình phải qua một tuần sau mình mới gội đầu biết không. Trời kiểu già mà sao không biết mà không gì mọi người. Trời mấy đứa cháu mình nó ghiền ghê lắm, nó ghiền cái lò chân trâu rồi lắm. Lâu lâu gọi cho tụi nó là hỏi mấy con đang ở đâu, mình nghi nó mấy con đang ở đâu, nó nói tụi con đang ở ngoài đường, là hỏi ngoài đường tụi ăn hàng phải không, nó nói yes. Rồi cái hỏi nó là tụi nó lúc nào cũng cái chân trâu đây với cái bánh tráng trộn biết thôi mọi người, chân trâu với tráng trộn biết không. Mà vậy nhiều lúc mình cũng thỉnh thoảng mình cũng nhắc tụi nó, mình nói tụi con bớt ăn lại biết không, đừng ăn bánh tráng trộn với là chân trâu nhiều, nó cũng không tốt đâu, lâu lâu rồi vậy á biết không. Chứ hầu hết mình thấy mà hình như một tuần tụi nó đi chân trâu với trà sữa hết mấy ngày rồi kiểu đó, chết đi chứ. Bữa tuần trước mình điện thoại iPhone 16 mới ra mọi người. Vô đó mình coi điện thoại 16 nó ra, mình thấy cái màu nó có hình như nó có nó ra một màu hai màu, mình thấy đẹp mọi người, mình thấy màu điện thoại đẹp, mình thích cái màu xanh gì đây ta, màu xanh y như màu xanh riêng đó mọi người, rất là đẹp. Rồi nó ra màu hồng tươi, hồng nhạt mọi người, đẹp nữa. Rồi mình coi thử màn hình, rồi nó có camera ở cái nút camera mình điều khiển ở bên hông mọi người. Này camera bên hông này nè, mình để mình điều chỉnh biết không, dọc qua một chập á, mình suy nghĩ mình nói ôi thôi mình sẽ xài lại cái cũ ha, rồi cái mới á tiền mình làm cái khác. Bởi vậy nói chung điện thoại mới thì ai cũng thích biết không, nhưng mà
thật sự là nó ra thì mình thích có liền, nhưng mà mua về mình đảo đảo là mọi người cỡ 2-3 ngày sau, tuần sau là coi như là mình thấy điện thoại nó cũng như điện thoại nấy á. Chứ mình thấy nó cũng trẻ hơn gì, nhưng mà như ai mà chạy theo điện thoại chứ mình là mình, thật sự là mình không chạy theo điện thoại. Mình cứ xài điện thoại, nhiều lúc mình xài điện thoại á hả, đúng là người lớn con nít cho con gái mình nó xài điện thoại y như con gỏi, mọi người mệt lắm. Trời, ngồi đây nãy giờ mình sao ngồi đây ngày đây ngày nói sao nói dữ như biết. Ok bye mọi người nha. Bây giờ chiều rồi, chiều là xuống bên mấy giờ không biết, giờ 5:35 rồi mọi người. Bây giờ chiều ngồi đây ở bên chỗ tiểu bang mình á, mà đúng là mùa hè mọi người. 8 giờ mặt trời vẫn còn thấy mặt trời nha mọi người, vẫn còn thấy mặt trời nó lặn rất là trễ đúng không. Mà bây giờ 5:00 rồi, do trời nó mù quá chứ mà vẫn còn qua tháng 9 này là tháng 9 tháng 10 mà cỡ 5:00 chiều nó ngồi đây là hơi xe lạnh là nó mát mọi người biết không. Ok ngồi đây khấn nói dưỡng biết. Ok mọi người bây giờ mình vô nhà nha, dọn rửa với bà mọi người nha. Ok Kim bye mọi người, bye 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 video khác nha. Ok bye bye.